Hôm nay công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã xác định được hàng ngàn người trên địa bàn và ở các tỉnh Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội bị công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, trụ sở trên đường Lê Văn Quân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đe dọa khủng bố khi đi đòi nợ thuê. Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng, Phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt. Nguyễn Đình Thành, trưởng phòng kim nhóm trưởng và ít nhất 13 người khác về hành vi cưỡng đoạt tài sản và có dấu hiệu của tội khủng bố. Trong đó Châu và Hùng có vai trò cầm đầu, còn Hà Thị Hiệp, nhân viên công ty trực tiếp khủng bố tại trường tiểu học Phan Văn Kiêu, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trước đó, công an tỉnh Tiền Giang nhận được tin tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố, cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan trên địa bàn. Do cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ, dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản Ban chuyên án sau đó được thành lập. Trưa ngày 14 tháng 2 vừa qua, lực lượng chức năng đã phong tỏa ập vào trụ sở công ty trên, bắt quả tang 133 người đang đòi nợ thuê, thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động khủng bố cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định Châu Hùng và các bị can là tổ chức tội phạm hoạt động nấp bóng công ty tư vấn luật. Họ không có văn bằng chuyên ngành luật mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt. Doanh nghiệp này hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa trợ giúp pháp lý, xử lý nợ xấu. Sau đó phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng. Hàng tháng, công ty nhận 140.000 đến 240.000 hồ sơ khách vay chưa trả tiền của các tổ chức tài chính, ngân hàng. Với các hồ sơ trên, ban giám đốc công ty phân chia cho nhân viên đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố. Công ty luật sẽ được trả công từ 25 đến 35% trên tổng số tiền thu được. Thủ đoạn của công ty này là gọi điện thoại đến những nơi có liên quan đến con nợ như các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm, rồi đe dọa giết vợ, con, người thân. Nhiều trường hợp còn đưa quan tài bình ga đến nhà con nợ để khủng bố tinh thần. Tổng số tiền mà các nghi phạm đòi được là gần 1.000 tỷ đồng. Hiện công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.